Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc ở Sapa khiến 14 người chết và hơn 30 người bị thương xảy ra vào ngày 1 tháng 9, cơ quan điều tra tỉnh Lào Cai vừa cho biết đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Theo đó, thảm họa xảy ra không phải xe khách mất phanh mà là do lỗi chủ quan của tài xế Nguyễn Hữu Thọ. Liên quan đến thông tin chiếc xe sao Việt bị mất phanh nên mới xảy ra tai nạn thảm khốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Đại tá Giàng Li Pao cho biết, qua kiểm tra, nhận thấy phanh của chiếc xe còn rất tốt, tai nạn xảy ra không phải do mất phanh mà là do lỗi chủ quan của lái xe. Còn về tài xế chiếc xe 4 chỗ Kia Morning mang biển kiểm soát Hải Phòng, va chạm với xe khách 29B08582, hiện cơ quan điều tra chưa phát hiện ra lỗi, xe sao Việt lấn làn đường chứ không phải xe Kia Morning. Tuy nhiên, hiện chiếc xe 4 chỗ vẫn bị giữ để phục vụ điều tra. Về việc cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, sau hơn một tháng vẫn chưa khởi tố bị can với lái xe khách Nguyễn Hữu Thọ, Đại tá Giang Linh Pao khẳng định chắc chắn sẽ khởi tố bị can, song đang phải đợi tài xế ổn định về sức khỏe vì ngay tài xế cũng bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện. Ngày 1 tháng 9, chiếc xe khách dừng nằm 29B08582 của nhà xe Sao Việt gặp tai nạn trên đường từ Sapa về thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, làm 12 người chết tại chỗ, 2 người chết sau đó và hơn 30 người bị thương.